Alo, chào các em. Rồi, thầy sẽ giải cái đề cấp trường mà các em vừa mới thi xong để các em rút kinh nghiệm ha. Thì trước khi giải thì thầy cũng nhắc luôn là hiện tại á là có một số số người xấu á, họ vu khống cái kênh của thầy, các em nhé. Cho nên là YouTube nó tạm gỡ một số cái video của thầy, nó xác minh. Đó. Nói chung là với cái số lượng học sinh ngày càng đăng ký càng nhiều á, thì có một số người họ không thích điều này, cho nên là họ họ báo cáo mấy cái video của thầy là video là ăn cắp bản quyền. Nhưng mà thực ra là những cái video này là, thì các em biết rồi, tự thầy làm ra không mà, ăn cắp của ai đâu ha. Rồi bây giờ các em làm ngay cái việc này cho thầy, có khả năng là kênh của thầy nó sẽ bị tạm dừng để xác minh. Thành ra giờ các em vào ngay cái trang web bùi nguyên luận wordpress.com, rồi các em vào cái kênh này nè, gọi là kênh phụ đó, kênh phụ của thầy. Các em nhấp vô đây thì nó sẽ ra cái kênh là toán thời luận ha. Rồi các em đăng ký ngay đi. Thì trong trường hợp mà cái kênh chính thức của thầy nó bị đứt, xác minh tạm thời nó tạm dừng á, thì các em sẽ qua cái kênh phụ này để xem các cái vòng tiếp theo thầy giải thì đưa lên. Mà tốt nhất là đăng ký luôn đi để có một cái là nó báo về. Chứ bây giờ là lỡ nó cắt một cái là các em không không còn biết cái địa chỉ này để vô nữa. Đó, bây giờ các em làm ngay cái công việc đó đi. Chứ mai mốt là đứt cái kênh của thầy rồi là các em cũng đâu có biết được cái video thầy đang nói như thế này đâu, đang hướng dẫn như thế này. Nó cũng cái video thầy đang hướng dẫn nó mất luôn mà. Rồi, ta vào bài thi đầu tiên của vòng cấp trường. Rồi, thầy nhập mã số ha. Mã số này thì ở trường các em là mã số riêng, còn này là mã số tự tự tạo thôi, mã số tự tạo cho vui, luyện luyện tập thôi. Chuẩn bị máy tính bỏ túi các em nha. Những em nào đã học khóa học V71, V72 rồi thì cái đề vòng trường này thì thầy nghĩ là nó nhẹ nhàng thôi ha. Sắp tới thầy sẽ ra những cái khóa học khác nữa để phục vụ cho thi vòng huyện, vòng tỉnh V73 chẳng hạn ha. Rồi thầy sẽ mở những khóa học thêm ở trên mạng ha. Các em tham gia nếu thích. Câu hỏi số 6. Rồi cái này các em bấm máy thôi. Hoặc giữ nguyên cơ số là -2, -2 số mũ là -2 tất cả mũ 3 là bằng -8 ha. Câu hỏi số 4. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai thì phải nhìn số thập phân thứ ba. Số thập phân thứ ba là 6, như vậy mình phải nâng số 4 lên một đơn vị là 12,25. 12,25 đâu đây? Câu hỏi số 2. Cái này bấm máy đi cho nó đỡ mệt các em. 1 mũ 3 là 1, 2 mũ 3 là 8, 3 mũ 3 là 27, cộng lại bằng 36. Căn của 36 thì bằng 6. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, không có, không có, không có. Mình thử nhẩm nhẩm nha. Đây thử coi. 6, thử số 6 đây có phải không? 6 mũ 2 là 36, 36 trừ 11 bằng mấy? Bằng 25. Căn 25 đúng bằng 5 luôn, vậy nói ra. Đây kìa. Rồi tiếp tục câu hỏi số 5. Tính F6, như vậy là ở trong mặt đơn này là chữ X, thì giờ trong mặt đơn nó đổi thành số 6 thì chữ X bên này đổi thành số 6 hết các em nha. Cái V72 thầy đã dạy các em về hàm số và cách tính giá trị hàm số rất kỹ bằng bằng những cái thủ thuật rất nhanh. Còn đây mình thấy đơn giản, mình tính mấy luôn. 6 trừ 2 là 4, 5 trừ 6 bằng -1. Và chuyển đổi của 4 bằng 4, chuyển đổi -1 bằng 1, 4 cộng 1 thì bằng bằng 5. Đây bằng 5 các em nhé. Kết quả tính bằng 5, đây không phải, đây không phải, đây không phải. Vậy mình đi tính hai cái này nè, coi có phải 5 không. Căn chính là 3. Rồi vậy không phải rồi. Bên này thử coi. Ta bấm máy nha. Căn 0,36 nhân cho căn của 25 phần 16 rồi tất cả cộng cho 1 phần 4 được bao nhiêu nhân với 5 lần trước nữa. Rồi đúng luôn, ngay óc luôn các em. Đây số 5 ha. Kết quả tính này ra 5. Câu số 1. 4 phẩy chu kỳ 15. Rồi dùng kỹ thuật trong khóa học V71 các em đổi nhanh 137 phần 33. Không thể là cái này. Không thể là cái này, không thể là cái này, không thể là cái này, không thể là cái này. Vậy cái này. Đúng không? Này thôi, chứ cái gì nữa. Rồi ấn luôn. Rồi cái này bấm máy luôn các em. Căn 64 là bằng 8 cộng cho căn 83 mũ 2. Thì căn 83 mũ 2 lại bằng 83. Đúng không? Rồi tất cả chia cho căn 36 là 6 cộng cho 34. 8 cộng 83 được 91 nè, chia cho 6 nè, cộng 34 nè. 91 phần 40. Đây nó đây rồi.
Dễ mà. Câu hỏi số 3. Hình như đề thay đổi các em, đề đổi nhiều á. Đề đổi nhiều so với cái nick số 1 mà hôm trước thầy đã giảng. Mà cái nick số 1 vòng 10 lớp 7 thầy giảng rồi, thầy đưa lên thì bị những cái người xấu họ họ vu khống rồi, giờ YouTube nó tạm thời nó gỡ của thầy để nó xác minh lại các em nha. Vậy để đề phòng tình huống đó thì bây giờ các em đăng ký ngay cái kênh phụ của thầy đi. Lỡ cái kênh chính của thầy mà nó sập á là để người ta xác minh rồi thầy cũng lấy lại thôi. Bởi hôm trước thầy cũng bị một lần rồi, nhưng mà sau đó qua quá trình xác minh của YouTube thì họ lại trả lại cho thầy. Bởi vì thầy đâu có làm gì sai trái đâu. Rồi. 3 x 12 x 7 chia cho 180. Thầy nhân nhẩm bằng đầu luôn các em. 1,4. Câu hỏi số 8. Giá trị lớn nhất. Rồi, em nào học khóa học V71 rồi thì cái này quá nhẹ nhàng đúng không? Giá trị lớn nhất nó sẽ bằng 3. Ở đây thầy giảng nhanh thôi. Cái 2 nhân giá trị tuyệt đối này nè, 2 nhân giá trị tuyệt đối này là một số lớn hơn hoặc bé nhất là bằng 0. Rồi cái hiệu này á, số bị trừ không thay đổi. Vậy lớn hay bé là tùy thuộc vào số trừ thôi. Số trừ này càng to thì kết quả trừ còn lại càng ít. Trừ càng nhiều thì còn lại càng ít, còn trừ càng ít thì còn lại càng nhiều. Thầy muốn còn lại càng nhiều càng tốt. Như vậy là muốn lớn nhất có thể, như vậy cái số trừ phải nhỏ nhất có thể. Số trừ nhỏ nhất là bằng 0. Thì lúc đó là giá trị lớn nhất của A lớn là bằng 3, trừ 0 là bằng 3 các em nhé. Câu hỏi số 9. Một tam giác đều trong khóa học V72 thầy đã hướng dẫn kỹ, một tam giác đều thì mỗi góc sẽ bằng 60. Tam giác đều là ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau, ba góc cộng lại bằng 1.8 thì mỗi góc sẽ bằng 60. Rồi ta mất chưa tới 5 phút để giải được cái bài này. Bài thi số 2. Các em, thầy nhắc lại nha, các em bây giờ các em vào ngay đi và đăng ký đi, chứ không thôi lỡ cái kênh chính của thầy thì các em không còn biết đường nào để dẫn tới cái kênh phụ này nữa đâu nha. Các em vào cái trang web buồnluận.wordpress.com. Ở trang web này thì lúc nào các em cũng vô được, không ai có thể gỡ được cái đó, bởi vì đó là trang web của thầy. Rồi các em vô cái kênh phụ của thầy nè, Toán Thầy Luận đó, các em đăng ký ngay đi, để lỡ có những cái trục trặc gì với kênh chính đó, là thầy sẽ gửi những cái video bài giảng mới qua bên này hết. Thì thầy gửi thì các em có đăng ký thì nó mới báo về các em được, nó báo về mail các em ha, báo về YouTube của các em, chứ không thôi là sau đó tìm thầy nó khó lắm. Cái này thầy đã giải kỹ ở nick số 1 mà người ta tạm ngưng của thầy rồi đó. Rồi các em sẽ thấy là 3x trừ 4 tất cả mũ 3. Bên kia 1 phần 27 là thầy đổi thành 1 phần 3 tất cả mũ 3. Hai lũy thừa bằng nhau mà giống nhau phần số mũ rồi thì các em suy ra cơ số sẽ bằng nhau. 3x trừ 4 sẽ bằng 1 phần 3. Rồi giờ các em dùng chức năng tìm x ở trong khóa học V71 ha. Các em làm cho nhanh. Rồi ra rồi. Kết quả là 1,444444 tức là 13/9 kìa. 13/9. Rồi các em thay số 1/2 này vào chữ x là các em sẽ tính được thôi. Fx thì bằng trừ 2x cộng 3. Vậy f 1/2 sẽ bằng trừ 2 nhân 1/2 cộng 3 thôi. Vậy nó sẽ bằng là trừ 1 cộng 3 là bằng 2. Ở trong khóa học V72 thầy dạy về hàm số và đồ thị hàm số rất kỹ các em nhé. Những em chưa đăng ký thì các em lập tức đăng ký ngay đi. Rồi cái bài này. Bài này chúng ta có thể giải nhanh như sau. Cái này ở nick 1 thầy giảng kỹ rồi nhưng mà giờ nó xóa rồi thì mình tạm thời mình làm này đi ha. Làm lại đi. Hai tam giác này bằng nhau thì góc H sẽ bằng góc A. Như vậy góc A bằng 80 luôn. Góc K ở vị trí thứ 3 sẽ bằng góc C. Ở vị trí thứ 3. Như vậy góc C là bằng góc K bằng 35 luôn. Nè. Chứ chữ C ở vị trí thứ 3 sẽ bằng chữ K ở vị trí thứ 3 đó.
mà góc K bằng 35 vậy góc C bằng 35 luôn các em nhé. Vậy mình người ta cho 80 độ này là lừa mình á, cho 80 độ này chẳng giúp gì cả nha. Góc C sẽ bằng góc K bằng 35. Trong các phân số sau, phân số nào viết được dưới dạng thập phân vô hạn tuần hoàn? Các em cứ lấy máy tính chia đi. 3 chia 8 rồi hữu hạn, 7 chia 20 dần, 0,35 hữu hạn, 1 chia 60 ra vô hạn tuần hoàn. Vậy các em ghi vào nháp 1/60, lưu ý nha, chưa xong đâu. 5 chia 11 rồi ra vô hạn 0,45, vậy là 5/11. Tiếp tục 13 chia 22 rồi ra vô hạn 13/22, 91 chia 65 rồi ra 1,4 là hữu hạn. Vậy là có 3 số các em: 1/60, 5/11 và 13/22. 1/60 là có 2 cái này. Đây đây đây, đáp án này các em: 1/60, 5/11 và 13/22. Chạy đâu cho thoát. Tiếp tục. Giờ cho cái này thì tỷ lệ thức nào đúng? Tỷ lệ thức nào đúng? Thì các em ngồi các em dò. Hôm trước ở nít 1 thầy làm rồi mà không nhớ, hình như cái này hay sao á. Giờ mình thầy chứng minh lại coi nó đúng không. Rồi, giờ thầy có là A trên B là bằng C trên D. Thì nó sẽ bằng luôn là, bây giờ cái A trên B á, là thầy nhân nó cho trừ 10. Ở mẫu thầy cũng nhân trừ 10. Còn bên kia thầy để nguyên ha. Rồi giờ thầy lấy tử của tỷ số thứ 3, thầy cộng cho tử của tỷ số thứ 2. Vậy ở dưới mẫu phải bắt chước theo là trừ 10B cộng cho mẫu của tỷ số thứ 2, tức là D. Đó. Vậy xuất hiện được cái này. Giờ các em tạm quên cái này đi ha. Tạm quên cái cá thể bôi đen đi. Bây giờ cái tỷ số thứ hai là C phần D á, các em nhân cả tử và mẫu cho 5 thì nó cũng bằng bằng tỷ số cũ, mà bằng tỷ số cũ thì bằng nguyên cái đám này luôn. Một dãy các tỷ số bằng nhau mà. 5C trên 5D. Vậy là tỷ số mới là bằng các cái tỷ số cũ. Rồi giờ các em chú ý tỷ số thứ nhất và tỷ số cuối cùng. Thầy sẽ lấy tử cộng tử và mẫu cộng mẫu để tạo ra một tỷ số mới cũng bằng các tỷ số đã xuất hiện. Mẫu bắt chước theo nè, B cộng cho 5D. Vậy anh này anh cũng tham gia với cái dãy kia. Không? Vậy cuối cùng các em thấy là trừ 10A cộng C trên trừ 10B cộng D thì bằng A cộng 5C trên B cộng 5D nè. Vậy đó chính là tỷ lệ thức đúng gì nữa. Không? Hai cái đó bằng nhau và bằng nguyên cái dãy kia. 4 câu rồi hả? Rồi bài này thì thầy đã giải rất kỹ ở trong khóa học V72 các em nhé. Em nào mà tham gia V72 rồi thì các em sẽ thấy là ồ, thật là không có phí tí nào đúng không? Không có phí cái công các em đã đăng ký. Còn học phí thì chẳng bao nhiêu cả, thì chỉ lan tỏa kiến thức là chủ yếu thôi. Ha. Tam giác bất kỳ thầy vẽ, thầy minh họa cho nhiều em không hiểu nè. Góc A, góc B và góc C. Bây giờ thầy vẽ phân giác của góc B, thầy vẽ phân giác của góc C cắt nhau tại Y. Đó. Đây là Y. Giờ người ta bắt mình tính cái góc Y, BIC. Cho các em lưu ý nè, cái góc A là bằng 80. Ha. Góc A là 80. Thì góc B bự này này với lại góc C bự này cộng lại sẽ bằng 100. Riêng rẽ từng góc thì B và C không biết bao nhiêu, nhưng mà cộng lại sẽ bằng 180 trừ 80 trên này là bằng 100. Giờ góc B tôi trích ra một nửa ở dưới, góc C tôi trích ra một nửa ở dưới. Thì góc B bự cộng C bự là 100, thì nửa dưới cộng nửa dưới là bằng 50. Thì phân giác mà hai này bằng nhau, hai này cũng bằng nhau. Vậy một nửa góc B cộng một nửa góc C sẽ bằng một nửa của 100 là bằng 50. Xét cái tam giác IBC thì hai góc BC nhỏ nhỏ ở dưới bằng 50, thì góc BIC là bằng 130. 180 trừ 50 là bằng 130. Không? Tiếp tục cho đẳng thức này, khẳng định nào sau đây là đúng?
thầy lại thu nhỏ lại để thầy giảng cho nó dễ hiểu. Rồi, x phần 6 thì nhân chéo đi, x nhân 9 đi sẽ bằng 6 nhân 4 là 24, hay nói cách khác là 9 xy bằng 24. Từ đây các em suy ra là x nhân y bằng 24 chia 9, mà 24 chia 9 á, thì các em rút gọn nó sẽ bằng là 8 phần 3, 9 chia 3 được 3, 24 chia 3 được 8. X nhân y bằng 8 phần 3 thì có nghĩa là x và y tỷ lệ nghịch với nhau theo hệ số 8 phần 3. Đây các em nha, tỷ lệ nghịch thì sướng, x tỷ lệ nghịch với y hệ số bao nhiêu thì y tỷ lệ nghịch với x cũng hệ số bấy nhiêu à. Khóa học V72 là thầy đã phân biệt rõ tỷ lệ thuận với tỷ lệ nghịch và cách làm nhiệt với hai cái loại tỷ lệ khác nhau đó, là thầy đã trình bày rất kỹ rồi các em ha, không có nói nữa. Em nào muốn đăng ký học thì các em vô cái trang web của thầy luôn ha. Đây là kênh dự phòng. Còn muốn đăng ký học thì các em nhấp vô đây, nó sẽ dẫn các em qua các cái khóa học. Các em thích đăng ký khóa nào thì các em nhấp vô đó rồi theo hướng dẫn mà làm thôi. Ở đây hiện tại thầy đã mở 7 khóa rồi. Khóa V92 thì thầy đang hoàn thiện, bữa giờ bận quá. Thì các em lớp 9 mà đã nộp học phí rồi thì các em yên tâm, học phí đó sẽ bảo lưu. Qua cái khóa này thầy sẽ luyện cho vòng huyện vòng tỉnh luôn, thầy đưa một lần luôn ha. Còn em nào không đồng ý thì thầy sẽ có thể gửi lại học phí cho các em ha. Bận quá đi, thông cảm. Tiếp tục, biết tổng hai số đầu hơn số thứ ba là 2000. Đề mới nhiều nhỉ. Giờ thầy có ba số là A, B và C nè. Tổng hai số đầu tức là A cộng B, hơn số thứ ba là 2000, tức là tổng hai số đầu cộng lại trừ cho số thứ ba thì ra 2000. Nếu số thứ nhất bằng 45% số thứ hai, tức là số thứ nhất là 45 phần, số thứ hai là 100 phần. Đó. Và gì nữa? Số thứ nhất bằng 45% số thứ hai, tức là số nhất 45 phần, số thứ hai là 100 phần. Và số thứ hai, xin lỗi, và số thứ ba là C bằng 135% số thứ hai, tức là C là 135 phần số thứ ba đó. Còn số thứ hai sẽ là 100 phần, tức là B trên 100. Vậy mình bắt cầu nữa các em. Ba cái này nó có cầu luôn, mình lấy cầu mình đi luôn. A phần 45 bằng B phần 100, mà C phần 135 cũng bằng B phần 100. Như vậy ba cái đó bằng nhau. Không? Quá nhẹ nhàng. Rồi từ đây các em suy ra là A nó sẽ bằng 45 phần, hay là 45k đó. Cái này học V71 rồi thì khỏi thắc mắc nha. B bằng 100 phần, tức là 100k. Còn C là bằng 135 phần, tức là 135k. Lúc đó là người ta cho cái gì? A cộng B trừ C bằng 2000, tức là 45k cộng cho 100k trừ cho 135k thì bằng 2000. 45 kẹo cộng 100 kẹo là 145 kẹo, trừ 135 kẹo là còn 10 kẹo. 10 kẹo bằng 2000. Như vậy kẹo á, mỗi cục kẹo á, mỗi phần nó sẽ bằng 200. Mà ta bắt tìm cái gì? Tìm ba số. Như vậy là số thứ nhất á, là chiếm 45k, 45 phần nữa. Vậy là số thứ nhất là lấy 45 nhân cho 200, tức là bằng 900, tức là 9000 các em nhé. Số thứ hai là chiếm 100k, 100k mà k bằng 200, vậy là 20.000. Còn C thì bằng 135k, 135 nhân đôi coi, 135 nhân 2 là 270, 270. Như vậy A là 9000, 20.000 và 27.000. 9000, 20.000 và 27.000. Đó đây. Trả lời. Còn có 8 phút à. Thôi thầy đi nhanh nhanh cho nó chắc đi. Cà phê hạ giá. Ồ, đề mới không à các em. Cà phê hạ giá 23 1/7%. Với số tiền trước đây mua được 53,8 kg cà phê,
thì nay mua được bao nhiêu ký cà phê? Ô, cái này tỷ lệ thuận thôi các em, tỷ lệ thuận thôi. Rồi em nào học tỷ lệ thuận V72 rồi thì làm bài này cũng dễ thôi. Hai đại lượng là x và y. Đại lượng thứ nhất á là 23 hạ giá 23,17%, tức là trước đây 100 đồng đi, 100 đồng thì bây giờ hạ giá 23,17%, tức là bớt đi 23 đồng, với thêm 1/7 đồng nữa, 100 trừ cho 23 1/7, 100 trừ 23 1/7 là còn lại là 538/7. 538/7. Trước đây 100 đồng thì tương ứng á, 100 đồng thì bây giờ là còn chừng này đồng. Trước đây mua được 53,8 ký. Đúng không? Bây giờ không biết mua được bao nhiêu. Bây giờ mua được phải gọi là A ký đi. Rồi giờ dùng tỷ lệ thuận game. Tỷ lệ thuận thì hai dòng chia nhau sẽ không đổi. Như vậy A sẽ bằng, A nó sẽ bằng là 53,8 nhân cho 538/7. Rồi tất cả chia cho 100. Vậy thôi các. Bấm 53,8 nhân cho 538 chia cho 7. Phần 7 rồi chia cho 100. Hình như trật, có gì đó trật à. Ồ thôi chết, xin lỗi các em, tỷ lệ nghịch, xin lỗi các em. Giá hạ thì mình mua được nhiều hơn chứ. Giá tăng mua được ít hơn, giá hạ mua được nhiều hơn, nó ngược nhau nha. Vậy là mình có 100 nhân cho 53,8, cực kỳ xin lỗi các em luôn, bằng 538, đúng không? Xác định lộn tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch là coi như thua. Rồi từ đây A nó, cái này là tỷ lệ nghịch. Một lần nữa tôi nhắc lại là tỷ lệ nghịch. Từ đây A nó sẽ bằng 100 nhân 53,8 rồi chia cho 538/7 là bằng 70 kìa, bằng 70. Chọn 70 ha. Rồi sắp hết giờ rồi. Thôi thầy giảng nhanh thôi. AB tỷ lệ nghịch. Như vậy là thầy có A cộng B nhân cho 3, các em lấy nháp ghi với thầy. B cộng C nhân cho 8 sẽ bằng C cộng A. Tất cả nhân cho 12. Rồi các em lấy ba cái phe đó các em chia cho 24. Chia cho 24 đi. Vậy các em sẽ có là A cộng B phần 8 sẽ bằng B cộng C phần 3 và bằng C cộng A phần 2. Rồi cộng ba cái tử lại là A cộng B cộng B cộng C cộng C cộng A, tức là A cộng B cộng C nhân đôi. Còn mẫu là 8 cộng 3 cộng 2. Như vậy là cái tử là A cộng B cộng C là bằng 26 nhân đôi là bằng 52. Ở dưới là 8 cộng 3 cộng 2 là thành 13. 52 chia cho 13 là bằng, 52 chia 13 là bằng 4. Đúng không? 4. Rồi người ta bắt tìm B. Người ta bắt tìm B các em. Tìm B thì các em tìm C cộng A trước đi. C cộng A nó sẽ bằng 2 nhân 52, 2 nhân 4 tức là bằng 8. C cộng A bằng 2 nhân 4 bằng 8. Như vậy B sẽ bằng 26 trừ 8 thì bằng 10, 18. B bằng 18 các em nha. Rồi cái bài cuối á nó hơi khó đúng không? Sẽ treo luôn rồi. Ủa sao treo luôn rồi? Ờ trong thời gian chờ đợi máy nó không treo á, thầy hướng dẫn lại cái bài cuối. Hồi giờ tới bài thi 3. Hồi rồi thầy giảng bài cuối cho các em nghe nha. Thôi bây giờ là mình lấy cái đồ sạc giùm đi. Rồi là thầy lấy đồ sạc đã nha. Rồi ta lấy con rắn đi. Có hai đội công nhân làm đường. Hai đội công nhân làm đường. Đội 1 có 35 người.
làm trong 16 ngày thì được 864. Đội 2 là 20 người làm trong 14 ngày thì đào được bao nhiêu mét khối ha. Rồi suy nghĩ cái bài này rối đó, rối ten luôn đó. Cái bài này thì các em phải có kiến thức thực tế một chút ha. Bây giờ thầy giới thiệu luôn. Bây giờ có 35 người thì họ làm 16 ngày thì họ được 864 mét khối. À, mét khối. Bây giờ có 20 người thôi mà chỉ làm trong vòng có 14 ngày thì người ta hỏi là được bao nhiêu mét khối. Hay á, bài này thầy thấy hay. Rồi 35 người làm trong 16 ngày, vậy là ta có 35 nhân cho 16 công đi. Cái này em nào mà có thực tế mấy cái người làm bình hàng ngày á, người ta chấm công bình thường hàng ngày á, thì các em sẽ hiểu ha. Gọi là phần. Rồi 35 người nhân 16 ngày, mỗi người một ngày một công đi. Như vậy là 35 nhân 16 là có chừng đó công, 35 nhân 16 là bằng 560 công. Đó, 560 công là suy ra một công làm của người ta là được 864 chia cho 560 là bằng 54/35. 54/35 mét khối. Vậy thôi. Rồi cái phe kia là 20 người làm 14 ngày là được chừng đó công, thấy không? Là được chừng này công nè. Mà mỗi công là 54/35. Như vậy nó sẽ bằng là nhân cho 20 nhân 14 là bằng 432 chứ. 432 mét khối ha. Để làm lại nha. 54/35 nhân cho 20 rồi nhân cho 14 là 432. Rồi con hổ. Số học sinh 3 lớp tỷ lệ 7:8:9. Như vậy là mình có ABC, A/7 bằng B/8 bằng C/9. Tự hiểu nha, các em ngẫm nghĩ rồi tự hiểu. Em đã học V72 rồi thì ok rồi. Hai lần số học sinh lớp 7A tức là 2A nhiều hơn số học sinh lớp 7B tức là trừ đi B thì bằng 42. Như vậy là A/7 bằng B/8 bằng C/9 và bằng 2A/2 × 7 là 14. Rồi trừ B, ở trên trừ B thì ở dưới trừ 8. 2A trừ B thì bằng 42. Còn 14 trừ 8 thì bằng 6. Đó, 14 trừ 8 bằng 6, 2A trừ B thì bằng 7. À 42. 42 trừ 6 thì 42 chia 6 thì bằng 7. Người ta bắt tính số học sinh, tổng số học sinh của cả 3 lớp. Tổng số học sinh của cả 3 lớp là A cộng B cộng C, nó sẽ ứng với là 7/8/9/. 7 cộng 8 cộng 9 thì bằng 24/7, mà mỗi phần là 7 em. Vậy là có 168 em kìa. Em nào học V71 rồi thì bài này chuyện nhỏ hơn. Con khỉ. Rồi. Bài này thầy giải ở nít 1 rồi mà những người xấu người ta xóa mất rồi. Nha. Xóa mất rồi. X và y tỷ lệ nghịch với nhau. Như vậy là x nhân y sẽ bằng một hệ số A không đổi nào đó. Mà ở đây x đó là bằng 1,2 chu kỳ 8, 1,2 chu kỳ 8 thì thay đổi ra phân số là 58/45. 58/45 nhân cho y, y là 2,25. Cái này chính là hệ số tỷ lệ nghịch nè. 58/45 mà đem nhân cho 2,25 thì bằng 29/10 các em. A bằng 29/10 ha. 29/10. Tiếp tục. Lúc đó 2x tỷ lệ nghịch với 3y theo hệ số nào? Thì các em lấy 2x nhân cho 3y nè.
thì theo tính chất giao hoán nó sẽ thành 2 x 3 là 6, còn x nhân y là x nhân y. Bây giờ thầy thay vô x nhân y là thầy đổi thành 29/10, à, như vậy là 6 x 29/10, 6 x 29/10 là bằng 87/5. 87/5. Rồi 2x nhân 3y bằng 87/5, có nghĩa là 2x tỷ lệ nghịch với 3y theo hệ số là 87/5. Vậy các em nhé, 87 đây, 5 đây. Rồi ta trả lời thôi, con heo. Rồi cái này là bài toán trẻ củi. Bài toán trẻ củi thầy đã dạy kỹ ở khóa học V72. V71 thì thầy dạy cơ bản, V72 thì thầy dạy kỹ luôn. Dãy số có quy luật đó. Rồi em nào mà chưa học mấy cái đó thì các em tham gia liền đi ha. 1 x 1 x 3 thì mình sẽ tách ra là thành 1/2 nhân cho 1/1 trừ cho 1/3. Đó. Không tin thử lại đi. Y chang luôn ha. Rồi, ở dưới cũng vậy. Ở dưới đây nữa cũng vậy. 1/1 x 3 x 5 sẽ thành 1/2 rồi 1/3 trừ cho 1/5. Vân vân cứ như vậy. Dưới này cũng vậy kìa. 5 x 7 ha. Rồi 1/2 trừ 1/5 nhân cho 1/7. Đó, cứ như vậy. Cái cuối cùng là cũng giống giống như vậy. 1/ gì đó thì nó sẽ bằng 1/2 trừ cho 1/x rồi trừ cho 1/x cộng 2. Rồi giờ các em cộng hết cái phe bên trái lại thì nó sẽ ra cái vế bên trái này nè. Rồi nguyên cái đám bên trái này thì là bằng cái đám bên phải này cộng lại, thì nó sẽ lấy 1/2 ra làm thừa số dùng chung, tính chất phân phối á. Còn trong ngoặc nó cộng với nhau nó chết lần chết mòn hết. 1/3 trừ 1/3 hết, trừ 1/5 cộng 1/5 hết, chết hết. Cuối cùng còn 1/1 sống. Ha. Còn 1/1 sống. Ở dưới này chứ. Đây là 1/1 sống nè. Rồi trừ cho cái này nữa. Đó, cộng hết bên trên lại. Và theo đề thì cái này bằng 8/10 17. Rồi giờ các em dùng chức năng tìm x mà thầy đã dạy ở trong khóa học V71, các em tìm cho nó nhanh ha. Ồ xin lỗi, 1/(x+2) chứ. Tí nữa là sai rồi. Đó. Rồi tìm đi. 1/2 thầy giữ nè, quy đồng cộng tử giữ mẫu, (x+2) - 1 nè, (x+2) nè thì bằng 8/17. Rồi (x+2) - 1 là bằng (x+1). Ở dưới là 2 x (x+2). Rồi bằng 8 x 10. Rồi dùng chức năng tìm x. 17 nhân cho (x+1) bằng 82 là 16. Nhân cho (x+2). Rồi giải. Đợi xíu, (x+15) kìa. X sẽ ra là 10, 15. Vậy nha. Ồ còn 10 phút lận, yên tâm đi. Cho tam giác ABC cân, vẽ hình ngoại nháp trước. Góc A bằng 80 độ. BC cân. E là trung điểm AB, F là trung điểm AC. Góc BCE bằng 25. BC bằng 25. Ồ dễ kìa, bài dễ. Em vẽ hình và làm theo hướng dẫn của thầy nè. Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau ha. A bằng 80. Vậy hai góc B và C á là cộng lại sẽ bằng 100. Mà hai góc ở dưới là bằng nhau bởi vì tam giác cân mà. Vậy mỗi góc sẽ bằng 50 độ đó. Rồi gọi E là trung điểm AB, F là trung điểm AC. Góc BCE, BCE thì em nối lại đi. Góc BCE là bằng 25. BCE bằng 25 á thì góc, người ta hỏi góc AFB bằng bao nhiêu. Thì cũng dễ thôi các em. Các em sẽ chứng minh được là góc AFB chính là bằng góc AEC. Các em vẽ hình ra các em sẽ thấy nè. Bây giờ thầy hướng dẫn tóm tắt sơ sơ thôi ha. Góc ta cần tính là góc AFB đúng không? AFB sẽ bằng góc AEC. Mà góc AEC là góc ngoài. Góc ngoài của tam giác BEC. Như vậy nó sẽ bằng cái góc B. Góc B to đó. Cộng cho góc ECB. Góc ngoài kìa.
Như vậy nó sẽ bằng là 50 cộng 20. 50 cộng 25 nhé. Vậy nó bằng 75 các em nhé. AFB cũng bằng AEC theo tính chất cân xứng ha. Thì bằng 50 cộng 25. Rồi bằng 75, đúng luôn. Sai thôi. Con D mấy câu rồi? 1 2 3 4 5 ô chắc còn lâu. Thôi cái này giải nhanh đi. Trừ 3x trên 4y, như vậy là x trên 4 sẽ bằng y trên trừ trừ 3. Rồi 6y bằng 7z, vậy là y trên 7 sẽ bằng z trên 6. Rồi bây giờ thầy sẽ bắt cầu. Thầy nhân cái cặp x phần 4 bằng y phần trừ 3, thầy nhân cho trừ 1 phần 7. Vậy là thầy có là x trên trừ 28 bằng y trên trừ 7 nhưng mà 21. Còn bên kia là thầy nhân với y phần 7 bằng z phần 6, là thầy nhân 2, nhân hai bên cho 1 phần 3. Như vậy là y phần 21 sẽ bằng z phần 18. Rồi sau đó ở trên tử là x trừ 2 nhân y cộng 3 nhân z, thì ở dưới mẫu sẽ là trừ 28 trừ 2 nhân 21 cộng 3 nhân 18. Ở trên tử là x trừ 2y cộng 3z sẽ bằng trừ 48. Còn ở dưới bấm coi, trừ 28 trừ 2 nhân 21, các em nghe lời thầy là làm ngoài nháp là được. Trừ 28 trừ 2 nhân 21 cộng cho 3 nhân cho 10, 18 là bằng trừ 16. Trừ 48 chia trừ 16 là bằng 3. 3 x cộng y cộng z là bằng trừ 28 phần cộng 21 phần cộng 18 phần. Trừ 28 cộng 21 phần cộng 18 phần là bằng 11 phần, mà mỗi phần bằng 3, vậy là bằng 33 ha. Con trâu. Nhanh. Tam giác ABC có góc B bằng 80, góc C bằng 40, C bằng 40. Tia phân giác góc B cắt AC tại E, tính góc AEB. Góc AEB là góc ngoài của tam giác BAC. Như vậy là bằng 40 cộng 40 là bằng 80. Tam giác ABC góc B bằng 80, tia phân giác chẻ đôi ra là mỗi góc con của góc B là 40. Rồi cắt AC tại E, vậy góc AEB, AEB là bằng góc ngoài, tức là 40 cộng 40 là 80. Con chuột. Rồi làm nhanh bài này kem. X, Y tỷ lệ nghịch theo hệ số 1/2. X nhân Y sẽ bằng 1/2. X tỷ lệ nghịch Y theo hệ số 1/2 mà. Y tỷ lệ thuận với Z theo hệ số trừ 2. Vậy Y sẽ bằng trừ 2 nhân Z. Y bằng trừ 2 nhân Z. Khi đó hệ số tỷ lệ của X đối với Z là gì? X nhân Y tức là X nhân cho trừ 2 Z sẽ bằng 1/2. Như vậy là X nhân Z sẽ bằng 1/2 chia trừ 2. Vậy là bằng trừ 1/4 em. Vậy là X tỷ lệ nghịch với Z theo hệ số là trừ 1/4. Trừ 1/4 ha. Con rồng. Rồi bài này hình như là có ở trong khóa học V72. V72 hay V82 thầy không nhớ nữa. Hình như là V72, đúng rồi, V72. Không biết. Rồi bây giờ mình ứng chức năng tìm x trong V71 cũng được. Nó sẽ ra x bằng trừ 5 đó các em. Trừ 5 đây bằng 0, 0, 0, 0, hai bên bằng 0 ha. Rồi còn câu nữa. Một học sinh đi bộ từ nhà tới trường cần 50 phút. Đi xe đạp cần 0,3 giờ. Tính quãng đường từ nhà đến trường, biết vận tốc. Đây là tỷ lệ thuận rồi. Tỷ lệ thuận rồi các em. Đi xe đạp, tính quãng đường từ nhà đến trường, biết vận tốc xe đạp. Vận tốc xe đạp thì gọi là x đi. Còn vận tốc xe xe vận tốc đi bộ là x đi. Vận tốc xe đạp là y, được chưa? Đi bộ là 50 phút. 50 phút là bao nhiêu giờ? 50 chia 60 là bằng 5/6 giờ.
tức là 5 phần 6 giờ. Đi bộ là 5 phần 6 giờ. Còn đi xe đạp là 0,3 giờ. Mà người ta cho gì? Tính quãng đường từ nhà đến trường biết vận tốc xe đạp lớn hơn, tức là y trừ x thì bằng 8. Biết vận tốc xe đạp lớn hơn vận tốc đi bộ là 8. Như vậy mình tay toán tỷ lệ thuận các em nhé. Thì đi xe đạp thì nhanh hơn đi bộ gì đâu. Vậy là y trên 0,3 thì bằng x trên 5/6. Rồi các em dùng tính chất chạy tỷ số bằng nhau thôi. Y trừ x trên 0,3 trừ cho 5/6. Rồi tới đây các em tự giải quyết thôi. Y trừ x là bằng 8, còn ở dưới là 0,3 trừ cho 5/6. 0,3 trừ 5/6 là bằng trừ 8. Ủa sao kỳ vậy? Đi xe đạp là 0,3 giờ. Tính quãng đường cùng một quãng đường. Tỷ lệ nghịch các em, trời ơi. Tỷ lệ nghịch các em ơi. Cùng một quãng đường thì vận tốc nhanh thì đi chậm ha ha. Cùng một quãng đường thì vận tốc và thời gian tỷ lệ nghịch. Như vậy là 5/6 x sẽ bằng 0,3 y. Đó, rồi từ đây các em giải thôi. Hai dữ kiện đó, thầy giải ngoài nháp nha, hết giờ rồi. Y trên 5/6. Y trên 5/6 sẽ bằng x trên 0,3. Y trừ x thì bằng 8. 5/6 trừ 0,3 thì sẽ bằng 8/15. Như vậy là bằng 15. Lúc đó vận tốc x sẽ bằng 15 nhân 0,3 là bằng 4,5. Đó. X là vận tốc đi bộ đó. Đi bộ. Vận tốc đi bộ là 4,5 km một giờ. Mà bạn đi bao nhiêu? Bạn đi 50 phút, tức là 5/6. 4,5 nhân cho 5/6. Như vậy quãng đường là 3,75. Quãng đường là 3,75 km. Rồi, thử lại coi, đi xe kia thì sao? 5/6 nhân 15. Vận tốc đi xe đạp á là 12,5. 12,5 đi trong vòng 0,3 thì nhân cho 0,3 thì đúng bằng 3,75 luôn kìa. Rồi. Cái bài cuối này thì hơi khó hiểu đúng không? Bây giờ thầy giảng lại cho hiểu nè. Cùng một quãng đường á thì vận tốc mà càng tăng á, vận tốc mình lớn á thì thời gian đi nó sẽ nhỏ lại, đúng không? Thời gian đi nó đi hết quãng đường nó sẽ ngắn lại. Còn vận tốc thấp á thì thời gian đi nó sẽ tăng lên. Vậy đây là bài toán tỷ lệ nghịch đó. Mà trong cái bảng tỷ lệ nghịch thầy dạy ở khóa học V72 á thì tích của hai dòng sẽ không thay đổi, tức là x nhân 5/6 sẽ bằng 0,3 nhân y. Rồi đồng thời lấy y trừ x thì đề cho bằng 8 này. Rồi từ đây các em giải thôi. Từ đây các em suy ra là x trên, thầy phóng to ra nè, thầy suy ra là x trên 5/6. Đâu có x trên 0,3 nữa. X trên 0,3 sẽ bằng y trên 5/6. Không, y trên 5/6 là nó sẽ bằng y trừ x tất cả trên 5/6 trừ cho 0,3. Đó. Mà y trừ x thì bằng 8, đề cho rồi. Còn ở dưới cái em trừ nó sẽ ra là 8/15. Rồi hãy lấy hai này chia nhau là bằng 15. Từ đây các em suy ra là x phần 0,3 bằng 15, vậy x sẽ bằng 0,3 nhân cho 15 ha. 0,3 nhân 15 thì bằng 4,5. Đúng không? 4,5. Mà x là gì? X là vận tốc đi bộ. Đúng không? Vận tốc đi bộ. Vận tốc đi bộ là 4,5 thì quãng đường S sẽ là vận tốc nhân thời gian.
vận tốc đi bộ là 4,5 km/h mà ảnh đi trong 50 phút, tức là đi trong 5/6 giờ, thì các em nhân ra là 4,5 nhân cho 5/6 là bằng 15/4, mà 15/4 các em đổi ra số thập phân là bằng 3,75. Nó ngẫm nghĩ đi các em, ngẫm nghĩ các em sẽ hiểu ha. Một lần nữa thầy nhắc lại, với cái số lượng học sinh đăng ký ngày càng nhiều thì có một số người họ không thích, họ đã chơi xấu thầy ha. Họ đã báo cáo rằng mấy cái video của thầy gửi ở trên kênh YouTube á, là kênh là video ăn cắp, video ăn cắp bản quyền. Nhưng mà đây là sự vu khống trắng trợn, các em cũng biết rồi, từ đầu tới giờ là thầy chỉ tự làm, thầy đưa lên thôi, mục đích là lan tỏa kiến thức đúng không. Nhưng mà YouTube á, thì nó không biết là thật hư gì hết, cứ có báo cáo thì nó tạm ngưng lại để nó xác minh thôi ha. Nhưng mà rồi nó sẽ trả lại, bởi vì thầy cũng bị 2 lần rồi, và nó sẽ trả lại. Và những cái kênh của những người đó là bị khóa hết, những kênh của những người vu khống là bị khóa hết em nhé, yên tâm. Bây giờ các em vô trang web Bùi Ngân Luận wordpress.com, các em vào cái chỗ đầu tiên, các em đăng ký cái kênh phụ của thầy đi. Kênh phụ của thầy là thầy chưa có gửi gì hết, thầy sẽ dùng tới khi kênh chính thức có bị cái vấn đề gì ha. Rồi các em vô đây, các em đăng ký liền đi, chứ lỡ mai mốt nó đứt rồi thì các em đâu có biết được cái kênh của thầy nó, cái kênh phụ của thầy nó địa chỉ chỗ nào, các em tìm khó lắm. Vô đây đăng ký liền, rồi lỡ thầy có gửi bài gì đó thì nó vô đây, nó báo cho các em liền ha. Còn những em chưa đăng ký các khóa học thì các em gấp rút đăng ký đi, để thi vòng trường, vòng huyện cho nó đảm bảo, đừng có để rớt vòng trường ha. Rồi chào các em, hẹn gặp lại.